Thành ngữ thập ác bất xá là nói đến 10 tội ác không thể tha thứ. Trong Phật giáo cũng nói về thập ác, thậm chí 10 tội này cũng được định trong luật pháp thời cổ đại. Vậy những tội ác này gồm những gì và được định khi nào? Chúng ta có trong vô minh mà phạm phải 10 tội ác này hay không? Thập ác bất xá, 10 đại tội được nhắc đến trong pháp luật và kinh Phật. Thập ác trong luật pháp. Vào năm thứ 3 triều đại Bắc Tề, Vũ Thành Đế Hà Thanh lệnh thượng thư triệu cùng vương cùng một số người dân lên Tề Luật Thập Nhị Thiên, tức luật Bắc Tề, trong đó ghi rõ 10 điều trọng tội. Một là phản nghịch, hai là đại nghịch, ba là phản bội, bốn là hàng giặc, năm là ác nghịch, sáu là bất đạo, bảy là bất kính, tám là bất hiếu, chín là bất nghĩa, 10 là nội loạn. Những quy định này nhằm diệt loạn trừ bạo, cấm người làm sai. Hình phạt của luật Bắc Tề rất nghiêm khắc, tội nhân phạm thập ác không được dùng tài vật hay lao dịch để tiêu tội hay miễn trừ hình phạt, mà phải nhận lấy hình phạt hoặc chịu tử hình. Đây cũng là nguyên nhân gọi là thập ác bất xá. Đến đầu thời kỳ Tùy Văn Đế khai quốc, thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, lệnh Cao Quýnh cùng một số người đặt ra luật mới, đa phần đều dùng pháp luật gốc của Bắc Tề mà có chút điều chỉnh. Trong đó danh mục thập ác phần lớn là giống nhau, chỉ có chút ít khác biệt. 10 điều thập ác trong Tùy Thư quyển 25 ghi chép 10 hành pháp tuần tự là: một là mưu phản, hai là mưu đại nghịch, ba là mưu bạn, bốn là ác nghịch, năm là bất đạo, sáu là đại bất kính, bảy là bất hiếu, tám là không hòa thuận, chín là bất nghĩa, 10 là nội loạn. Triều Tùy Văn Đế cũng có điều mục đặc biệt để giảm hình phạt cho tội nhân phạm thập ác, gọi là bát nghị. 8 loại thân phận có khả năng được giảm hình, bao gồm thân, cố, hiền, năng, công, quý, cần, tân. Nhưng phải bỏ nguyên quán và hủy bỏ tư cách ban đầu, trừ danh. Sau khi Tùy Văn Đế ban hành pháp luật mới, người phạm tội vẫn không ít đi. Tùy Văn Đế xem xét lại thấy pháp luật quá nghiêm, lệnh cho Tô Uy, Ngư Hoằng và một số người khác sửa đổi tân luật, loại bỏ 81 tội chết cùng 100.000 thứ hình phạt khác. Từ khi hình phạt được ngắn gọn thì thông suốt mà không mất. Những tội này bao gồm: một, mưu phản, có mưu đồ làm nguy hại quốc gia đất nước; hai, mưu đại nghịch, có mưu đồ hủy hoại miếu thờ tổ tông vua, lăng mộ vua, cung vua; 3. Mưu bạn, có mưu đồ phản bội tổ quốc, đầu hàng địch; 4. Ác nghịch, đánh đập hay mưu sát ông bà cha mẹ hoặc các trưởng bối trực hệ, chú bác cô dì, anh chị vợ chồng, v.v. 5. Bất đạo, giết ba người một nhà và phanh thay người, hạ độc vật nuôi, phù chú yểm cầu hại người ta chết. 6. Đại bất kính, có hành vi bất kính đối với vua, gồm có ăn cắp đồ cúng tế thần, các vật xe kiệu y phục của vua, ăn cắp và ngụy tạo quốc bảo, chế tạo thuốc cho vua không có công hiệu như ban đầu mà lại ghi gây hiểu lầm, làm cơm cho vua, ngộ phạm cấm kỵ của ẩm thực, lái thuyền cho vua, sai sót không chặt chẽ, trách mắng vua làm hại lẽ phải, không giữ lễ. 7. Bất hiếu, làm trái hiếu đạo, mắng ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ còn đó mà ra ngoài lập nhà riêng, chia tài sản, cung dưỡng thiếu sót đối với cha mẹ, trong lúc để tang cha mẹ mà cử hành cưới hỏi, bỏ tang phục mà làm như bình thường, nghe thấy tang ông bà cha mẹ mà lánh mặt trốn tránh, chẳng thương xót, hoặc giả bảo là ông bà cha mẹ đã chết rồi. 8. Bất mục, chỉ trong gia tộc mưu hại lẫn nhau, bao gồm mưu sát hoặc buôn bán người thân trong gia tộc. 9. Bất nghĩa, là nói đối đãi giữa lớn nhỏ, kẻ dưới với người trên, ấu tàn hại trưởng. Còn có phụ nữ đối với trượng phu bất nghĩa, gồm cả giết quan viên, giết thầy dạy học, cho đến vợ để tang chồng mà trốn tránh chẳng thương xót, bỏ áo tang để tái hôn. 10. Nội loạn, chỉ trong thân tộc có hành vi bất luân. Thập ác trong kinh Phật. Trong Phật giáo cũng có nói đến hành vi thập ác sẽ nhận lấy quả báo ác nghiệp. Trong Vị Tằng Hữu Kinh, lấy sát sinh, trộm cắp,
tà dâm, nói dối, nói bậy, nói hai lời, ác khẩu, nói thêu dệt, tật đố, oán giận, kiêu căng, ngạo mạn, hiểu biết, lệch lạc, làm thập ác. Khởi tội thập ác là vì không làm chủ được bản thân, không tu khẩu hoặc nảy sinh ý niệm chấp trước của bản thân. Còn nhớ câu chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ. Mẹ của Mục Kiền Liên, một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, lúc sinh thời không tu phúc, phạm đủ thập ác, bởi vậy mà rơi vào địa ngục ngạ quỷ, nhận nghiệp báo ác. Cho dù Mục Kiền Liên là đệ tử thần thông nhất của Phật cũng không cứu được mẹ mình. Thần thông quảng đại của ông cũng không giúp xoay chuyển được đại ác của bà. Người với người tự mình tạo tội nghiệp thì phải tự mình hoàn trả. Cho nên, khi con người trong mê mà phạm tội thập ác bất xá, thì làm sao để được tha thứ xóa bỏ đây? Kinh Phật khuyên con người chân thành sám hối sửa đổi, tu thiện, tu khẩu, tu bỏ ích kỷ của bản thân thì có thể thay đổi vận mệnh. Con người phải thông qua chịu khổ mà hoàn nghiệp, qua cải thiện bản thân, tu thiện vị tha, gạt bỏ vị tư mà đắc được thiện đức, chuyển hóa nghiệp lực của mình. Phật gia giảng, chủ nguyên thần của con người là bất diệt, đức và nghiệp của con người đều đi theo nguyên thần. Hoàn trả hết nợ nghiệp thì sẽ có tương lai tốt đẹp, có thể đã bắt đầu một sinh mệnh mới.